Nhật ký Vương Khánh Hưng, ngày 5 tháng 9 năm 2024, ở chợ lớn. Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi sáng. Và buổi sáng thì tôi đi kể chuyện. Để có chuyện kể thì tôi phải tạo ra được câu chuyện. Câu chuyện thì nó gồm có từng phần. Thường thường buổi sáng thức dậy thì tôi sẽ tắt máy lạnh, rồi dọn dẹp chỗ ngủ. Sau đó đi xé lịch để nhìn thấy ngày mới. Ngày mới với những câu chuyện mới. Mỗi buổi sáng thì tôi làm exercise và tự ghi hình để làm ra câu chuyện. Tôi lắp ghép các câu chuyện lại với nhau để có câu chuyện ngày mới vào. Hello, chào. Trời sáng rồi. Một ngày mới bắt đầu. Dọn dẹp chỗ ngủ.
tắt máy lạnh. Xé lại. Bữa nay là thứ năm, năm Tây, tháng 9, năm 2024. Âm lịch là mùng 3, tháng 8 đủ, năm Giáp Thìn. Ra sau nhà rửa mặt, lau mình, rửa chân, tôi đã ra sau nhà.
chạy tốc dùng lược kích thích da đầu, đưa khí huyết từ nội thân lên, nuôi dưỡng bộ óc. Chạy theo kiểu 7-3, bên 7, bên 3. Tự chụp cho mình vài tấm hình. Về phòng, chào. Đây là chợ lớn, chợ lớn buổi sáng. Một ngày mới bắt đầu, một ngày mới với nhiều ý tưởng mới. Buổi sáng thức dậy thì tôi thường tập thể dục exercise, bài tập ý thân hợp nhất, tức là lấy ý tưởng ở trong đầu, dùng hành vi, các cái tư thế để diễn tả ý tưởng. Qua hình ảnh chúng ta thấy được những suy nghĩ ở bên trong của mình. Săn sóc hai chân, lau chân cho khô, cho sạch. Xoa bóp chân, các đầu ngón chân,
Dạ lòng bằng chân. Bố, gót chân bấm dỗ dỗ mu bàn chân, dỗ các đầu ngón chân, lắc cổ chân, massage bàn chân, ấn huyệt dũng tuyền 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Đổi chân, bố kéo nắng đầu ngón chân là nơi có các đầu dây thần kinh xa não bộ nhất. Đầu ngón chân có các huyệt đạo liên thông đến mắt mũi tai miệng lưỡi. Đầu ngón chân có các móng chân, móng tay. Xem móng chân móng tay biết được phần cứng, tức là hệ xương cốt trong nội thân. Móng tay hồng hào, không nứt nẻ là phần cứng hệ xương cốt phát triển bình thường. Lòng bàn chân, dạ bố, dỗ lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất, giữ cho chúng ta có thể đứng vững vàng. Trên lòng bàn chân có các huyệt đạo liên thông đến lục phủ ngũ tạng. Gót chân, gót chân là nơi chịu sức nặng của toàn thân. Vận động của gót chân hỗ trợ hệ thống tiêu hóa, ăn uống, hỗ trợ hệ thống bài tiết, tiểu tiêu và hỗ trợ hệ thống tình dục, ân ái. Dỗ mu bằng chân kích thích hệ thống thần kinh kết nối bàn chân với đại não. Lắc cổ chân,
dùng ngón cái ấn vào huyệt dũng tuyền. 1 2 3 4 5 thôi. Săn sóc hai cái đầu gối. Sức dầu nóng. Dùng các đầu ngón tay ấn vào các huyệt đạo trên đầu gối. Xông mũi bằng dầu và hai tay vào nhau cho nó nóng. Úp vào mũi, hít vào, xông mũi, phòng tránh cảm mạo. Tránh được bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp. Vận động hai chân. Ngang. Vận động hệ cơ, cơ bụng. Thank you.
chọn con chữ cho ngày hôm nay. Tụ ý trên một con chữ. Hôm nay tôi sẽ chọn chữ lạ. Lạ. Chữ lạc có nghĩa là vui, khoái lạc là niềm vui. Chữ lạc kéo theo hai chữ bằng hữu, bằng hữu, khoái, lạ. Bằng hữu là bạn bè, khoái lạc là vui vẻ. Chiếc tự tìm nghĩa mặt trăng cách điệu dễ như thế này và đọc thành chữ nguyệt. Nguyệt là trăng. Dần trăng sẽ làm đôi, ghép hai chữ trăng lại với nhau, hai chữ nguyệt lại với nhau, chúng ta có chữ bằng. Bằng là bạn, bạn là cùng nhìn về một ánh trăng, một vầng trăng. Vầng trăng hai nơi, bạn bè khắp chốn. Chữ hữu, bàn tay trái, bàn tay phải, bàn tay trái, bàn tay phải. Hai bàn tay nắm vào nhau thì ta có chữ hữu. Hữu là tay nắm tay, tay nắm tay. Chữ khoái, khoái thì có bộ tâm, khoái là sự sung sướng, hạnh phúc. Khoái lạc thì thuộc về tâm, và đây là chữ quyết. Ghép bộ tâm với chữ quyết thì ta có chữ khoái. Chữ lạc, lạc thì có chữ yêu, là nét đẹp của phụ nữ. Có chữ nhật là mặt trời, và có chữ bách là mạnh mẽ, là số nhiều.
bao quanh sự mạnh mẽ là các phái đẹp, dưới một gốc cây là chữ mộc. Chữ mộc là gốc cây, thì đó là chữ lạc. Lạc bằng hữu khoái lạc là bạn bè vui vẻ. Chữ lạc nhắc cho chúng ta hiểu là cõi đời này niềm vui là hạnh phúc, dù cho có nghèo khổ bần hàn nhưng chúng ta cũng có niềm vui lạc đạo. Chào. Chào, đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng hôm nay là thứ năm, năm Tây tháng 9 năm 2024, âm lịch mùng 3 tháng 8 năm Giáp Thìn. Hai câu chữ: hôm nay ta chọn câu chữ tài nguyên quảng tấn. Tài nguyên quảng tấn. Tức là tiền tài vô như nước. Lúc này ở đây là 6:20. Tôi đang trong phòng nghỉ của mình và làm bài tập exercise ý thân hợp nhất mỗi buổi sáng. Bây giờ tôi dùng động tác nhúng để tăng sức mạnh cho hai chân. Bye.
nằm. Thôi, vào thế đứng một chân để ổn định lục phủ ngũ tạng. Đổi chừng 1 2 3 4 5. Thôi, bây giờ nhấc hai chân lên khỏi mặt đất, động tác nhảy. Năm. Bài tập exercise ý thần hợp nhất mỗi buổi sáng. Hôm nay tôi tụ ý trong chữ lạc. Có hai chữ yêu phái nữ, một chữ bách phái nam, hợp lại thành một ban nhạc. Ở dưới một gốc cây chữ mộc tạo ra chữ lạc. Lạc là vui. Ta có câu bằng hữu khoái lạc. Bằng là hai cái mặt trăng. Thật ra là một cái mặt trăng, nhưng mà hai người cùng nhìn về đó, thành ra cho ý niệm của chữ bằng. Hữu là hình vẽ bàn tay trái, bàn tay phải. Bàn tay trái, bàn tay phải nắm vào nhau thì chúng ta có chữ hữu. Bạn bè, tay nắm tay. Chữ khoái dùng bộ tâm. Khoái thuộc về cái lòng, cái tình cảm. Chữ lạc, hình ảnh của âm nhạc réo rắt ở bên dưới một gốc cây. Ta có chữ bằng hữu khoái lạc. Bạn bè vui vẻ.
Bây giờ tôi sẽ dùng động tác hít để tăng sức mạnh cho hai tay. Vào thế. Sức mạnh cho hai tay. Tự chụp cho mình một số hình. Bây giờ tôi sẽ qua nhà bếp và tự pha cho mình một ly cà phê đen buổi sáng. Sáng và lúc này tôi có ý định là ra ngoài đạp xe đi dạo phố.
Lên đường. Nhét vô luôn 10.000 hơn. Nhiều lắm chứ, ăn cái gì ai phải ngã. Tôi đã ra ngoài. Đây là con hẻm. Buổi gần trưa. Lúc này nắng ui ui. Màu nắng như là muốn có mưa. Tôi sẽ đi qua các con đường hẻm rồi ra ở đường Trần Bình Trọng. Con chó giữ hẻm, giữ nhà. Quẹo phải. Những con hẻm buổi gần trưa rất yên vắng. Tôi ra tới hẻm 120. Đi ngang Tịnh Xá Tự Đức. Ở trên là Đại Hùng Bảo Điện. Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở trên có năm chữ: Từ Nhãn Thị Chúng Sinh. Giờ mở cửa sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Chiều từ 2 giờ tới 4 giờ.
Đi theo con hẻm này thì tôi ra đường Trần Bình Trọng. Tôi sẽ đi xuống đường Lê Hồng Phong để mua bánh chiên. Vừa đi vừa ghi hình để có câu chuyện kể buổi gần trưa. Tôi ra tới đường Trần Bình Trọng. Wow, cái nhà làm massage chân cũng dẹp rồi, nhà bán hoặc cho thuê. Kế bên cũng cho bán, cho thuê luôn. Kinh tế xuống dốc. Người ta treo bảng cho bán, cho thuê. Tôi băng qua đường, đi ngang nhà thờ họ Đạo chợ quán. Trong nhà thờ này có trường tiểu học Trần Bình Trọng. Bắt đầu những ngày đi học lại, do đó rất đông, rất đông phụ huynh đến đón con em. Nhà thờ đi thẳng, tôi sẽ ra đường Trần Hưng Đạo. Đây bán bánh bột chiên. Trời nắng chói chang, mây đen. Bao phủ bầu trời, dấu hiệu bất thường. Trường mầm non 2B. Trường này mới xây, bây giờ đã đưa vào sử dụng. Ngày hội bé vui đến trường. Tôi ra đến đường Trần Hưng Đạo, quẹo phải. Đi về hướng Tây. Nếu đi thẳng tôi sẽ vào chợ lớn. Và điểm cuối sẽ là nhà thờ Cha Tam.
những ngày lễ. Do đó trên đường người ta treo cờ. Xe bắn hoa, hoa hồng rất đẹp. Đây là hoa hồng. Đủ loại hoa hồng. Có nhiều loại hoa hồng rất đẹp. Dọc bên đường người ta bán bánh trung thu. Mua một thành bốn. Không biết viết vậy là sao. Đi ngang cầm đây cái áp mắt đưa cho mình là 4.8 à. Đi ngang Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đây là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đường Trần Hưng Đạo. Buổi gần trưa. Chỗ bán xe điện VinFast. Xe chạy điện. Xe máy điện. Quẹo phải tôi vào đường Lê Hồng Phong. Tôi đang ở trên đường Lê Hồng Phong. Dọc dọc theo đường rất nhiều quán ăn. Kế bên là những tiệm thuốc tây. Ăn cho đã rồi mua thuốc uống. Chạy thẳng ra thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Đây là đường Phan Văn Trị. Đường Phan Văn Trị. Ở đây người ta bán trái cây. Rất nhiều trái cây và nước mát. Tôi tấp qua bên đường. Hủ tiếu Nam Giang bò kho 30k. 30k là 30.000. Cái bánh tiêu bánh bò đi.
nhét vô luôn bánh tiêu bánh bò. Hết bánh chuối rồi hả? Lấy cả bánh mè nữa đi. Bây giờ đi về. Để bán gì? Trái cây 4 mùa nước ép. Mặt là đường Lê Hồng Phong. Đường này là đường Nguyễn Trãi. Đặt thẳng lên là tôi sẽ đến hẻm 69 và về nhà. Đi ngang chợ Bầu Sen. Chỗ này là tiệm thời trang cũng dẹp rồi. Đây là bến xe bus, chỗ chờ xe. Ra bán các cái quần cục. Ở đây người ta cũng xài xe, có che nắng, che mưa. Bên đây là bán đồ đồ lính. shoplính.com Military Fashion. Kế bên là làm mộ bia, in hình ở trên bia đá. Một bên thì là khuyến khích đi lính, còn một bên á thì là làm mộ bia cho các cái mã. Cũng rất có ý nghĩa. Đây cũng là một cái nhà quá lớn luôn, treo bảng cho thuê, mặt bằng cho thuê, nhà bán. Qua dấu hiệu này chúng ta thấy là nền kinh tế đang suy thoái xuống dốc. Đối diện là trường Bào Sen. Bào Sen là cái ao sen, hồi xưa chỗ này là cái ao sen. Bây giờ là một cái trường tiểu học. Đồ rất đẹp, nhưng mà không có khách mua. Nói chung là thế giới đang bị khủng hoảng thừa. Cái gì cũng quá nhiều, cung nhiều hơn cầu, sẽ đưa đến kinh tế suy thoái.
Suri Shop. Đến chỗ Suri Shop. Đây là những đồ rất khiêu gợi. Tôi sẽ băng ngang đường Trần Bình Trọng. Tôi băng ngang đường Trần Bình Trọng. Tiệm tạp hóa Tám Già. Ở đây có trạm xe bus 68. Xe bus 68. Bún xào chai. Xe bus 68 chạy đến bến xe Chợ Lớn. Giá vé là 6.000. Ở đây là My Kingdom. Thế giới đồ chơi trẻ em. Vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Tôi đã về đến nhà. Ra ngoài đạp một vòng đổ mồ hôi. Đem theo cây dao hướng đạo. Trời nóng như là đổ lửa. Cơn bão số 3 làm cho tiết trời ui ui, nhưng mà vẫn chưa có mưa. Ghé mua bánh tiêu kẹp bánh bò. Hết bánh chuối rồi, ăn cái bánh cam, bánh cam nhân đậu xanh. Nè của em nè, nó hết bánh chuối rồi. Ông nắp lên ghế bánh bò là ăn chút xíu. Bánh bò. Bánh gọi là bánh mè. Nhưng hồi đó người ta gọi là bánh cam á. Ở trong là nhân đậu xanh, ở ngoài là mè, rắc mè. Ngon. Mà cái bàn
ly cà phê, ăn bánh mè, uống cà phê đen. Ngon. Nói tiếng Mỹ học nói tiếng Mỹ, mở Google Translate, bên là Vietnamese, bên là English. Tôi ăn bánh chiên, tiếng Mỹ nó nói sao? I eat fried cake. Fried, F-R-Y là chiên. Cake là bánh. I eat fried cake, là ăn bánh chiên. Bánh chiên có nhân là đậu xanh. Nghe nào. Fry cake là bánh chiên with cream bean. Cream bean là đậu xanh đó. Filling là cái nhân của nó. Fry cake with cream cake filling. Fry cake with cream bean filling. Tôi uống cà phê đen. Nghe nào. I drink black coffee. I drink black coffee. Trên đường có rất nhiều xe. Nghe nào. There are many cars on the road. There are, tức là có, mà có nhiều. Many car, nhiều xe. On the road, trên đường. There are many car on the road. Có rất nhiều xe chạy trên đường. Buổi sáng tôi ra ngoài kể chuyện. Nghe đọc. In the morning I go out to tell stories. In the morning, là buổi sáng. I go out, tôi đi ra ngoài. To tell story, kể chuyện. Có ba phân đoạn. In the morning I go out to tell story. In the morning I go out to tell story. In the morning I go out to tell story. Tôi là người thích kể chuyện. Nghe nào. That is the storyteller. Tôi là, nó đọc là đó là, thì ra nó dịch là that is the storyteller. Tôi là, đọc lại. Tôi là người thích kể chuyện. Đúng rồi, chữ Việt đúng. Tiếng Anh nè. I am a storyteller.
I am a storyteller. Story ghép với chữ teller làm thành một cái người thích kể chuyện, người kể chuyện. Storyteller là người kể chuyện. Ra ngoài tiết trời rất nóng nực. Nghe đọc. It's very hot outside. It's very hot outside. It's very hot outside. It's very hot. Tức là trời rất là nóng. Outside là ở bên ngoài. Inside là ở bên trong. Tôi vừa ăn bánh chiên, vừa uống cà phê đen. Nghe nào. He ate fried cake and drank black coffee. À, tôi mà nó là nó vừa ăn, thật ra nó dịch là he ate fried cake là bánh chiên, and drank uống, quá khứ của động từ to drink black coffee. Chào, hẹn mai gặp lại. Bye, see you tomorrow. Bye, see you tomorrow. Đó là sự kể chuyện. Thực kể chuyện giúp cho tôi tìm niềm vui qua các hình ảnh. Thực kể chuyện giúp cho tôi luôn luôn nhìn thấy và giải thích những cái hình ảnh xung quanh mình. Thực kể chuyện cho tôi gắn với cuộc sống hiện thực của mình. Chào. Bye. See you tomorrow. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ năm, năm Tây, tháng 9, năm 2024. Âm lịch nhằm ngày mùng 3 tháng 8 đủ năm Giáp Thìn. Thế vận hôm nay. Hello. Đây là Chợ Lớn. Tài vận 72%. Chợ Lớn buổi sáng. Việc học 97%. Việc làm lúc này do 71%. Của trận bão số đào hoa 55%, và chuyện tình ái 54%, đang có cơn mưa, an toàn 84%, sức khỏe 71%, trời mát mẻ, tổng hợp 84%, được tưới nước rửa bụi xanh tốt. Những chuyện làm được hôm nay là gả cưới, trận mưa không lớn lắm, thu nhận tiền vàng, nhưng mà nước đề thân đính hôn, du lịch dọn nhà nhập thất, gió lồng lộng, đầu tư nạp tài, tiết trời rất mát, phó nhậm cúng tế bái tế tổ tiên chùa miếu, bái thần minh dần dần, thăm viếng người thân bạn bè, xe cổ chạy trong cầu y chữa bệnh, mượn nợ dựng trụ bên kèo, sửa chữa nhà kho, ninh phúc khai quang,
bài áo, áo cho tân nương, áo chúc thọ, an táng, đại quét trừ, quét dọn nhà cửa, tắm rửa chai tịnh giới ngôn, mọi phương đổ về, cầu tử tôn, hối báo thu dưỡng nhập nhân khẩu, ra sông mục dưỡng nạp xúc, cạo đầu cho trẻ sơ sinh, cho người xuất gia, thụ phong lâm chính, thân dân thượng sách, cắt móng tay móng chân cho trẻ sơ sinh. Nước chảy từ trên cao. Tuổi xung khắc, hôm nay là ngày của tuổi Thân. Tuổi Thân con khỉ, tuổi Thân con khỉ xung khắc với tuổi Dần con cọp. Trận mưa không lớn, sinh tiêu tương hại, tuổi Thân con khỉ hại tuổi Hợi con heo. Lục hợp sinh tiêu, tuổi Thân con khỉ lục hợp với tuổi Tỵ con rắn. Tôi đã ra tam hợp sinh tiêu, tuổi Thân con khỉ tam hợp với tuổi Tý con chuột và tuổi Thìn con rồng. Phương vị của các vị các thần có gió mà đu đưa, thủy thần những cành cây lớn có thể rớt, chinh nam phúc thần ở gây nguy hiểm cho chinh người đi đường, nam tài thần ở hướng chinh nam thần. Dương quý nhân ở hướng chinh đồng, Dương Nguyễn Trãi âm quý nhân cơn mưa ở buổi sáng đồng nam. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Hẹn gió lớn à, hỏi cái bản ngã luôn.